Đang xin chào bạn. Cái này đang xin giới thiệu các bạn máy CRED 4000 và Daiwa sản xuất. Thông số máy là tỷ lệ truyền là 4.9.1. Đường kính quay vào tay là 87 cm. Tải là 6 cân. Trọng lượng là 390 g. Thông số của dây đây 2.5 là 300 m, 3 chấm là 250 m, 4 chấm là 180 m. Bên trong của máy đây. Sách hướng dẫn sử dụng, thiết kế của máy. Rất đẹp. Tem của Daiwa Việt Nam. Tay cầm rất ôm, cầm rất thích các bạn. Và tay quay được mạ vàng. Rất đẹp. Cái này thì thường có hai dòng, một là Cred H và một Cred không H. Nên là Cred thường thôi, Cred H thì máy Cred này có hệ thống ABS các bạn nhé, chống bó cứng. Quay rất nhẹ. Cred 4000, hệ thống ABS. Đây là thông số của máy đây. Nhưng thông số này thì cũng là thông số, đây là dây PE 2.5 là 300 m, 3 chấm là 250 m. Đây thông số của dây PE. Rất đẹp. Cred rất đẹp. Vòng các bạn xem, đang vừa về một lô hàng Daiwa và Shimano. Quay cho các bạn xem sản phẩm nhẹ. Các bạn máy Cred 4000 Daiwa Việt Nam sản xuất. Hải Đăng Phát Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phát Sinh.